Siết nợ TV. Hiện tại, cơn bão Pudun đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, sát đường Alabama. Nếu ai đang đi trên đoạn đường này, đề nghị mọi người hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao mày lại dở chứng vào lúc này cơ chứ? Sao lại chết máy lúc này chứ? Lạy Chúa, sao em dậy sớm vậy? Em dậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn sáng nè. Anh đi cẩn thận nha anh. Nhớ về sớm, em chờ cơm. Anh nhớ rồi, anh sẽ về sớm. Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa về? Đây có phải số điện thoại của cô Anna không ạ? Ờ, vâng. Tôi là y tá, đang gọi điện từ bệnh viện. Hiện tại chồng của cô đang rất nguy kịch. Anh ấy bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng. Hả? Bị thương rất nặng? Chúng tôi rất tiếc, nhưng mong chị hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Còn những 50 km nữa mới ra đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mình biết phải làm sao đây? Giúp tôi với, tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? Anh có thể cho tôi đi nhờ ra bệnh viện thành phố được không? Xin lỗi cô, cơn bão lớn quá mà xe tôi đang đi ngược đường. Làm ơn dừng lại đi mà. Đã gọi cho người nhà bệnh nhân chưa? Dạ, chúng tôi đã liên hệ. Mà hình như vợ anh ta đang trên đường đến đây. Hy vọng quẩy đến kịp. Giúp tôi với, giúp tôi. Xin hãy dừng lại giúp tôi với, làm ơn. Xin Chúa hãy giúp con. Con cầu xin người mà. Xin hãy giúp tôi. Sao giữa trời mưa bão này cô lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang rất cần ra thành phố gấp, tới bệnh viện. Nhưng mà tôi vừa đi qua đó, tôi không đi về phía thành phố nữa. Nhà tôi ở ngay đây rồi. Chồng tôi, anh ấy đang cần tôi. Anh ấy bị tai nạn, đang rất nguy kịch. Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Kia rồi, trung tâm thành phố. Dạ vâng, làm phiền anh quá. Anh đã giúp tôi rất nhiều, nên hãy cứ nói, lấy bao nhiêu tiền để tôi trả. Ai trong tình cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tôi rất biết ơn anh, nên anh hãy cho tôi biết địa chỉ nhà đi. Có dịp tôi sẽ đền đáp. Ừ, cô không phải làm gì để đền đáp tôi đâu, thật mà. Dạ vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Chú ơi, chú đừng lấy chiếc tivi đó nhà cháu mà chú ơi. Bỏ ra, thằng bé này. Bố con chưa về, chúng ta thì không còn tiền để trả, cũng chẳng có cách nào khác. Tivi của cháu mà. Chị My con yêu ạ, quay lại đi mà. Anh xin lỗi em, anh gặp sự cố trên đường. Chúng đã mang hết đồ đạc đi, cả chiếc tivi mà anh tặng cho con. Không sao đâu, anh sẽ sớm kiếm lại được tiền và mua lại chiếc tivi. 7 ngày sau. Anh không thể lấy lại chiếc tivi cho con được sao? Không, họ đã thanh lý nó mất rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng kiếm việc làm, chăm chỉ, tiết kiệm dành dụm, mua lại cho con chúng ta chiếc tivi mới. Cái gì thế này? Một chiếc tivi mới khác ư? Đúng rồi, tivi mới. Tivi mới bố ơi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Bố ơi, con thích chiếc tivi này, bố ơi. Nhưng ở đây ghi, gửi tặng người đàn ông có mái tóc đỏ sống ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Đúng đấy, cả cái thị trấn nhỏ bé này chỉ mình anh có mái tóc đỏ thôi à. À, còn có cả một tấm thiệp đính kèm đây này. Xin chào người đàn ông có mái tóc đỏ ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Vâng, tôi là người phụ nữ 7 đêm trước anh đã gặp trên cao tốc Alabama. Nhờ có anh mà tôi đã có mặt kịp thời bên cạnh chồng tôi trên giường bệnh.
Trước khi anh ấy rút hơi thở cuối cùng, anh biết không, chồng tôi đã mỉm cười khi thấy tôi. Hẳn là anh ấy đã rất mong được gặp tôi trước khi nhắm mắt, để rồi sau đó ra đi thanh thản. Và tất cả là nhờ anh, người đàn ông có mái tóc đỏ tốt bụng. Em rất tự hào về anh. Bố là người bố tuyệt nhất. Con cảm ơn bố. Sau này con sẽ trở thành người như bố. Trâu chui cũng lọt. Mẹ! Trời nhá nhem tối rồi, hai đứa còn ngồi đây làm chi? Sao không vào nhà ngồi cho đỡ mũi? Trong nhà làm gì còn chỗ mà ngồi ạ? Sao lại vậy? Cha của chúng bay đâu? Cha ở trong nhà đó. Tôi ăn ván này rồi nha. Lại thua rồi. Hôm nay đen quá. Trời ơi là trời. Đi chợ cả ngày, dặn mình ở nhà xay thóc. Thế mà. Bu nó về rồi hả? Thôi, muộn rồi. Chúng tôi xin phép nha. Thế về à? Để cho người ta gỡ đã chứ. Thôi, để mai đi. Thế nhé. Chúng tôi về đây. Bu nó không biết nể nang mặt tôi gì cả. Làm gì mà vừa về đến nhà đã ôm sòm cả lên. Mình nói thế mà nghe được hay sao? Mẹ, sao nhà mình mấy hôm nay toàn ăn rau vậy mẹ? Phải đấy, bọn con muốn ăn thịt con. Thôi, ngoan nào, cố ăn nốt bữa nay đi. Sớm mai đi chợ, mẹ mua thịt cho. Dạ, mẹ nhớ nha. Lần này mẹ không được quên đâu đấy. Ừ, mẹ nhớ rồi. Anh Tư ơi. Bác Tám, bác vào đây. Nghe nói chú gọi người bán trâu, tôi qua xem. Nếu được thì để lại cho tôi luôn cho tiện. Sao? Sao cơ? Lần này tôi quyết bán lấy vốn, rồi gỡ gạc lại. Đợt vừa rồi đen quá, nên mới thua sạch. Lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được mà. Mình cứ tin tưởng ở tôi đi. Mình ơi, nhà ta ra nông nổi này mà mình vẫn còn chưa sáng mắt ra sao? Bao nhiêu ruộng vườn, trâu bò, mình cứ bán dần đi hết để nướng vào chiếu bạc rồi. Mình bỏ bài bạc đi, không gỡ nổi đâu. Càng gỡ chỉ càng thua thêm thôi. Phỉ phui cái mồm, chưa gì đã trù éo người ta. Tôi đã nói, lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được. Mình nghe lời tôi một lần thôi mà. Nhà chẳng còn gì ngoài mỗi con trâu. Giờ mình bán nốt, nhà ta chỉ còn nước đi ăn mày. Đúng là suối quẩy mà. Sao việc gì tôi làm mình cũng cản vậy? Thế cô chú cứ bàn bạc cho kỹ nha. Tôi xin phép. Dạ, bác về. Tôi đã quyết rồi. Sao mà mày cứ lẩn quẩn gì trong ấy hả? Đi ra, ra. Hôm nay mày lại đần thế. Có mỗi cái việc ra khỏi chùa mà cũng không biết. Đi ra, bảo đi ra có ra không? Không nhẽ tao lại đi kiếm cái cây gậy lớn phán cho mày một trận. Bù nó đang làm gì vậy? Mình đấy à, tôi đang lùa nó ra khỏi chuồng để mình bán nè. Thế mới gọi là bù nó chứ. Nhưng không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia ra làm sao được? Có gì đâu mà không ra lọt chứ. Ồ hay, đúng là bù nó hôm nay ấm đầu thật rồi. Bù nó bảo con trâu ra đằng nào cho lọt bây giờ. Thì rõ là cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu này cũng chui lọt lòng đĩa. Huống hồ gì cái chuồng này to gấp ngàn lần cái lòng đĩa, nó chui không lọt hay sao mình? Mình ơi, giờ vẫn chưa muộn mà. Tôi khuyên mình bỏ thói cờ bạc, vợ chồng ta tu chí làm ăn, của cải ắt rồi sẽ lại về. Mình à, đừng để con trâu này lọt nốt vào đĩa bạc, không lôi nó ra được đâu. Mình hãy thương tôi, thương lấy các con. Chúng nó đã mấy ngày nay chưa được miếng gì tử tế rồi. Tôi hiểu rồi mình ơi. Từ nay tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, tôi hứa đấy. Vết bẩn trên đôi giày của chàng binh nhì. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về chàng binh nhì Lít thuộc đội đột kích của sư đoàn dù số 6 không quân Anh mùa xuân năm 1944. Nếu ta chuyển quân về sau dãy núi, mọi thứ sẽ rất thuận tiện. Tuy nhiên, rất có thể quân địch sẽ phát hiện. Hình như hàng trăm binh lính của địch đang mật phục xung quanh khu vực này. Thế trận này quả thật không đơn giản. Mà không biết tình hình hơn 2.000 quân bộ binh của chúng ta đang đóng ở khu vực này ra sao. Chưa nhận được tin tức gì của họ mấy ngày nay rồi. Tướng quân Mắc Lây, có tin xấu từ mặt trận. Hả? Sao vậy?
Tướng quân, hơn 2.000 bộ binh của chúng ta đã bị rơi vào bẫy của địch, hàng chục người thiệt mạng rồi ạ. Trời ơi, nói lại đi, bao nhiêu người thiệt mạng? Thống kê chưa chính xác, khoảng 80 người thiệt mạng ạ. Chào tướng quân. Ba à, con có việc này muốn nói với ba. Con đã nộp đơn xin vào quân ngũ. Ba à, xin ba hãy đồng ý cho con nha. Con trai, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ra chiến trường không phải là chuyện đùa đâu. Đó là vấn đề sinh mạng. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Con nghĩ kỹ rồi ba à. Nếu ai cũng chỉ lo sợ nguy hiểm và cái chết thì vận mệnh đất nước sẽ ra sao đây? Con nhất định sẽ tập luyện và chiến đấu tốt để phục vụ xuất sắc. Quyết định là ở bản thân con, ba không có ý kiến. Nhưng khi vào quân ngũ thì con cũng chỉ là một người lính bình thường. Đừng bao giờ có suy nghĩ hay nhắc đến chuyện con là con của một tướng quân. Vâng thưa ba, con sẽ rèn luyện như một người lính bình thường, sẽ không ai biết được con là con của một tướng quân cả. Con cảm ơn ba. Mình để nó quyết định như vậy là đúng hay sai đây? Đã có quyết định từ bên trên xếp binh nhì lít vào đội của cậu. Tôi muốn cậu rèn luyện nó thật nghiêm khắc mà không có bất cứ ưu ái nào. Cả việc nó là con của tôi cũng không được để cho binh sĩ trong đội biết. Mắt lây, lít là con út quanh. Hơn nữa giờ nó là đứa con duy nhất, tụi nó còn quá trẻ. Ba người anh của nó đã hy sinh ngoài mặt trận rồi. Chẳng nhẽ nỗi đau đó còn chưa đủ lớn hay sao? Giờ anh chỉ còn mình hết, sao lại có thể để nó gia nhập quân ngũ như thế? Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi rồi, cậu cứ làm như tôi đã nói đi. Đây là binh nhì Liết, từ giờ cậu ấy sẽ thuộc đội của chúng ta. Tuân lệnh. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, khoảng 156.000 binh sĩ, hàng nghìn xe tăng, máy bay, tàu chiến của phe đồng minh mở đợt tấn công vào Normandy, Pháp. Trong cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử nhân loại, trận đổ bộ Normandy là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất đánh dấu sự chấm dứt của chế độ Đức Quốc xã. Nghiêm! Có lệnh điều động khẩn cấp, các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Đây là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức nguy hiểm. Ngay giờ phút này, có ai muốn ở lại hãy lên tiếng. Binh sĩ này bước lên phía trước, báo cáo tên của cậu. Báo cáo tướng quân, tôi là binh nhì Lít, thuộc đội đột kích của sư đoàn dù số 6. Là thành viên của đội đột kích, chuẩn bị cho một nhiệm vụ cực kỳ khẩn cấp và quan trọng. Vậy sao cậu không chỉnh đốn quân tư trang cẩn thận? Chẳng nhẽ từ trước đến nay binh sĩ của đội đột kích ẩu như vậy sao? Thưa tướng quân, sau khi ăn trưa tôi đã lao dậy cẩn thận, thật không hiểu sao lại bị dính vôi như vậy. Nhưng xin tướng quân xem xét, lần ra quân này rất quan trọng, xin tướng quân hãy cho tôi được phép tham gia. Thưa tướng quân, binh dị Lít thật cẩu thả, không thể để người như thế này ra mặt trận trong lúc nguy cấp thế này được. Xin ngài hãy phạt cậu ấy ở lại đi. Xin tướng quân hãy để cho binh sĩ này ở lại chịu phạt. Về phần tôi, việc để binh sĩ như vậy trong đội hình, tôi cũng sẽ xin chịu phạt. Thưa tướng quân, thưa đội trưởng, tôi biết mình đã phạm phải một lỗi rất lớn, nhưng nhiệm vụ lần này tôi không thể ở nhà được, xin hãy để tôi được thi hành nhiệm vụ ạ. Tướng quân, ngài cứ để tôi ạ. Tướng quân, ngài không cần phải làm thế đâu ạ. Lần sau không được để xảy ra việc thế này. Vâng. Toàn binh sĩ chú ý, nhiệm vụ sẵn sàng. Sẵn sàng. Liết à, cậu thật may mắn vì được tướng quân lao về cho đấy. Tôi cứ tưởng ngài ấy sẽ phạt cậu cơ. Không biết là may mắn hay rủi đâu. Trận chiến này hết sức căng thẳng, không biết có giữ được mạng trở về nữa không. Có khi bị phạt ở doanh trại mới là điều may mắn ấy. Thật sự tôi không hiểu vết bẩn này ở đâu ra nữa. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng nhất định phải ra trận. Với tôi, thực hiện nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.
binh sĩ nhảy dù chú ý. Biết, nhất định phải có mặt ở điểm hẹn đúng giờ. Rõ, thưa đội trưởng. Nằm xuống, chú ý an toàn. Đội trưởng, đến giờ rút quân rồi. Điểm danh lần cuối cho tôi, xem còn thiếu ai. Thưa đội trưởng, còn thiếu binh nhì Max, Liz và Pierre. Mấy đứa nhóc này không còn nhớ điểm hẹn và giờ hẹn tập kết nữa hay sao chứ? Thật là... À, kia rồi. Max, Pierre, may quá cậu về kịp rồi. Còn Liz đâu? Chúng tôi chỉ tìm được thứ này thôi. Giờ chúng ta phải về thôi. Cứ nâng ná sẽ không kịp đâu. Chỉ tính trong ngày đầu tiên mở màn chiến dịch ở Normandy, thương vong của phe đồng minh khoảng 10.000 người, với hơn 4.000 người tử trận. Sau một tháng chiến đấu quyết liệt, quân đồng minh giành được lợi thế, đẩy được quân Đức ra khỏi các căn cứ quân sự tại Normandy. Normandy trở thành bàn đạp cho quân đồng minh tiến về giải phóng thủ đô Paris của nước Pháp, và sau đó là cả châu Âu, góp phần quan trọng vào việc chấm dứt Thế chiến thứ hai. Thưa tướng quân, tôi xin lỗi. Đây là tất cả những gì còn lại của binh nhì Lis. Báo cáo tổn thất của cả chiến dịch vừa rồi. Thưa tướng quân, chúng ta thiệt mạng 12 binh sĩ. Đem chiếc giày đó xuống mộ tập thể của những binh sĩ đã tử trận đi. Vâng, thưa tướng quân. Buckley, tôi xin lỗi. Vết bẩn trên giày của Lít, đó chính là do tôi làm ra. Lít, cậu ấy còn quá trẻ, lại là đứa con út duy nhất còn lại của anh. Tôi biết với anh, Lít quan trọng thế nào. Tôi đã cản cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm ra trận lần này. Tôi đã muốn dùng vết bẩn trên đôi giày đó để anh cản cậu ấy lại. Thế mà, tại sao cậu lại không cản Lít hôm đó chứ? Đừng tự trách mình nữa. Tôi biết tính con trai tôi, đối với nó hay cả đối với tôi đi nữa, thì sự hưng vong của một quốc gia quan trọng hơn là sự tồn tại của một gia tộc. Chính vì thế, nên khi anh lau giày cho nó, mới dặn nó lần sau không được để xảy ra việc như thế này. Tôi biết, khi những lời nói đó được thốt ra, trong lòng anh đau đớn nhường nào. Con trai của ta, Lít, cậu luôn là niềm tự hào của ta. Mất người con cuối cùng cho trận chiến, đó là sự hy sinh vĩ đại của tướng Buckley. Và trong ngày làm lễ an táng cho Lít cùng những binh sĩ tử trận, thì câu chuyện của hai cha con tướng Buckley mới được sáng tỏ. Và hành động lau giày cho Lít trước khi anh ra trận đã truyền cảm hứng cho các binh sĩ và khiến ai nghe cũng rưng rưng xúc động. Và tất cả những người đồng đội cũ của Lít lúc này đã xin được gọi tướng Buckley là cha và nguyện đem hết lòng ra phục vụ đất nước như các con ông trước đó đã làm. Binh nhì Lít, đội đột kích của sư đoàn nhảy dù số 6, không quân Anh, người con trai nhỏ tuổi nhất của tướng quân Buckley, không quân Hoàng gia Anh và cũng là người con trai cuối cùng. Câu chuyện về cha con vị tướng Buckley đã truyền cảm hứng rất lớn cho các binh sĩ. Mãi đến sau này, khi nhắc lại khoảnh khắc cha con họ trước giờ ra trận, đã khiến ai ai cũng rưng rưng xúc động. Con ước là chiếc điện thoại. Toàn những món con thích, ngon quá. Từ từ nào con, lâu lắm mẹ mới làm được bàn ăn thịnh soạn thế này. Để mẹ chụp kiểu ảnh đã. Nào, hai bố con ghé sát vào đây. Wow, đẹp thật, phải up lên Facebook mới được. Chắc sẽ có nhiều người like lắm đây. Bố mẹ ăn cơm đi ạ. À. Ừ, bố chơi nốt ván game này đã. Bố mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra học kỳ, con được điểm 10 đấy. Hôm trước bố mẹ nói nếu con được điểm 10 sẽ cho con đi chơi công viên mà. Chúc mừng con trai nhé. Không hổ danh là con của bố. Con đang đòi đi chơi công viên này.
ý mẹ thế nào? Trời nắng nôi thế này đi công viên làm gì? Ở nhà ngồi điều hòa có phải thích hơn không? Hôm nào mát trời, bố mẹ dẫn đi bùi nhé. Mà hôm nay, em đã mua được mấy cái váy vừa đẹp vừa rẻ ở trên Facebook đấy. Nhờ có cái điện thoại này đỡ phải đi lại xa xôi. Ừ, lúc rảnh anh chơi game online một chút. Đúng là xả stress lắm. Năm nay em 10 tuổi, chị 16 tuổi. Tính tổng số của hai chị em lúc em bằng tuổi chị hiện nay. Bài này khó quá, giải thế nào nhỉ? Bố ơi, bài này khó quá, con chưa làm được, bố giải giúp con với. Con hỏi mẹ đi, bố đang bận mà. Chết này. Mẹ ơi, mẹ giảng cho con bài toán này đi. Đợi mẹ 5 phút nha con, mẹ dở việc một chút. Tớ mới mua được mấy cái váy vừa đẹp vừa rẻ đấy. Để tớ giới thiệu cho cậu vài cái nhé. Ở trang nào đấy, gửi đường link cho tớ nào. Vài ngày sau, 2 muỗng dầu ăn, 1 củ tỏi đập dập. Hôm nay mẹ cho hai cha con ăn gì đấy? Em vừa tìm được một công thức nấu mì chay trên mạng rất ngon. Em đang làm đây. Mà anh gọi con dậy đi. Ngày chủ nhật, để thằng bé ngủ thêm một chút đi em à. Em này, Facebook cô giáo thằng Quân vừa chia sẻ một bài văn được nhiều lượt like và bình luận lắm. Thế à, anh đọc thử xem nào. Em đã rất cố gắng để đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ. Nhưng khi em kể chuyện với bố mẹ, thì họ chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại mà chẳng để ý đến câu chuyện của em. Em rất buồn. Em ước mình có thể biến thành chiếc điện thoại thông minh để được bố mẹ quan tâm như thế. Chắc bố mẹ cô cậu bé này nghiện điện thoại quá đây mà. Khổ thân đứa trẻ, chắc nó buồn lắm đây. Ồ, cô giáo còn chụp cả ảnh bài văn lên đây này. Ôi, chẳng lẽ đây là... Có gì mà anh ngạc nhiên thế? Đây đúng là chữ của thằng Quân nhà mình rồi. Bài văn này là của con em à? Anh nói sao? Của thằng Quân? Anh à, chúng ta đã khiến thằng bé cảm thấy cô đơn và bị tổn thương. Ừ, chúng ta làm bố mẹ mà tệ quá. Chúng ta nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với con, thay vì chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại như thế. Em làm đồ ăn nhanh lên, cả nhà ăn xong, anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi công viên nước. Chắc thằng bé thích lắm. Được rồi, em xong ngay đây. Máy dịch chuyển thời gian. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ ăn trước đi, để phần cho con. Chắc con ngủ dậy con xuống ăn. Thái à, mẹ thấy con chỉ ăn, ngủ và nhốt mình trên này. Bao giờ mới thôi như vậy con? Con cứ để mẹ lủi thủi một mình à. Con sắp thành công rồi, mẹ yên tâm. Sắp rồi. Mẹ tưởng con còn ngủ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Chắc mình đang mơ. Bác mua nhiều đồ thế, đây có khách à? Không, có hai mẹ con thôi. Nhưng thằng Thái nó đòi ăn cá kho. Tôi định nấu thêm vài món nó thích nữa. Bác chiều cậu ấy ghê. Có mỗi cậu con trai, tôi không chiều nó thì ai chiều? Mẹ thật là, mình có đòi ăn cá kho đâu. Alo. Vâng, đúng rồi ạ. Sao, đã có người đồng ý tài trợ cho dự án dịch chuyển thời gian của tôi ư? Vâng, vâng, tôi sẽ qua đó ngay. Mẹ ơi, con phải đi công việc, mẹ cứ ăn cơm trước nhé.
Nhưng mà... Mẹ yên tâm, con sắp xong việc rồi. Thời gian tới con sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ. Anh Thái à, sao mãi anh chưa quay lại? Bác gái yếu lắm rồi, anh tới bệnh viện nhanh nhé. Sao, mẹ anh đang ở bệnh viện ư? Được được, anh tới ngay. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Bác sĩ nói mẹ anh bị đột quỵ. Có lẽ anh nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà sao mãi anh mới quay lại vậy? Em gọi cho anh không được. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Dù sao thì anh cũng đưa bác đến đây rồi gọi cho em. Xong anh mới đi công việc, nên anh cũng đừng tự trách mình. Không, sao lại như vậy được? Anh không làm điều đó. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, con thật là bất hiếu. Lẽ ra con nên dành nhiều thời gian quan tâm đến mẹ. Mẹ hãy đợi con nhé. Con sẽ hoàn thiện cỗ máy thời gian để quay về bù đắp cho mẹ. Anh uống chút trà cho tỉnh táo. Hôm nay em nấu món canh chua. Dốc anh xuống ăn cơm cùng em và con nhé. Cảm ơn vợ. Cảm ơn em đã lo liệu mọi công việc, để anh có thời gian chuyên tâm vào nghiên cứu. Anh nghĩ mình sắp thành công rồi. Em cũng mong anh sớm hoàn thành dự án, để toàn tâm toàn ý dành cho mẹ con em. Hoan hô, mình thành công rồi. Mình thành công rồi. Mình phải thử nghiệm trước mới được. Xem nào, mình sẽ thực hiện được lời hứa với mẹ. Mẹ. Mẹ tưởng con còn ngủ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Trời, cứ như kiểu lâu rồi mới gặp vậy. Không được, mình sẽ không để mẹ và mình của lúc này biết chuyện này được. Nếu biết, mình sẽ chẳng thể có những phút giây trọn vẹn. Mẹ ơi, mẹ. Em à, em qua bệnh viện với mẹ anh nhé. Khi nào đến em nhớ gọi cho anh. Mẹ ơi, con đã thực hiện được dự án của mình. Con đã có thể quay lại bên mẹ để bù đắp những việc mà trước đây con không làm được cho mẹ. Hay là mình quay lại những thời gian trước nữa. Mình muốn được sống bên mẹ thêm một thời gian. Anh ơi. Anh sao vậy? Anh mệt à? Anh không sao. Em tưởng anh bị sao. Anh đi nghỉ nhé. Hôm nay em nấu món canh chua anh thích nhất đó. Anh xuống sớm nhé. Phải rồi, mình không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Mình còn phải dành nhiều thời gian bên vợ con. Có như vậy, mình mới không phải hối tiếc điều gì nữa. Qua tấm kính. Xe này bao nhiêu thép vải? 200 thép vải lụa đẹp. Bê vào. Xe tiếp theo. Nhanh tay lên nào. Sao giờ ông còn ngồi đọc sách thế hả? Hàng đến cả rồi, không ra mà kiểm tra coi sóc là sao? Hay, bà cứ bảo thằng Khoai làm đi, nó làm cũng quen rồi. Nhập hàng cả đống tiền mà ông không ra kiểm tra, nhỡ có thất thoát thì sao? Lúc nào cũng đọc mà chả được gì. Bà lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Hôm nay chán, tôi không có hứng làm việc. Mấy hôm nay ông làm sao thế? Suốt ngày cứ đầu rỉ. Nhà cửa đàng hoàng, vợ con đầy đủ, muốn gì được nấy. Ăn ngon mặc đẹp,
ông còn muốn cái gì nữa? Ấy, đó là điều tôi đang muốn biết đấy. Đến khổ, chả hiểu nổi đang nghĩ gì nữa. Tránh ra, tránh ra, ông kia. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, ông đi đứng phải nhìn đường chứ. Sao lại cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như thế? Ồ, ồ, ông Tư. Ông Năm đấy à? Giờ ông vẫn còn đi buôn sơn à? Thì vẫn vậy. Cái nghề buôn sơn này phải đi nhiều nơi để nhập hàng, nên tôi phải đi đây đi đó luôn. Mà ông đi đâu thế? Có rảnh thì ta vào kia làm chén trà với nhau nha. Ồ, thế thì hay quá. Hôm nay tôi cũng đang có điều muốn được hỏi ông. Ông đang có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến mức suýt va vào xe ngựa của tôi vậy? Ông là thương nhân chu du hết vùng đất này qua vùng đất khác, biết và hiểu nhiều điều hơn tôi. Tôi có việc thắc mắc muốn hỏi. Vậy ông muốn hỏi tôi điều gì? Dạo này tôi cứ hay nghĩ mông lung. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhà cửa, vợ con đầy đủ cả. Muốn thứ gì có thứ đó, nhưng lại không thấy vui và hạnh phúc được. Thế là sao? Cuộc sống của ông đang là mơ ước của bao nhiêu người đó. Thì vậy đó, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ thấy buồn chán, không biết làm thế nào mới thấy vui vẻ. Ông hãy nhìn vào đây xem mình thấy cái gì. Ông thấy gì trong đó? Tất nhiên là thấy tôi rồi. Còn gì nữa? Chả còn gì. Thế ông nhìn qua tấm kính trong này đi. Nhìn qua đây ư? Đúng vậy. Ông hãy hướng tấm kính ra hướng cổng chính kia, nhìn ra ngoài xem sao. Qua tấm kính, ông thấy những điều gì? Tôi thấy rất nhiều. Nào là người đi lại tất bật, hối hả, kẻ sang, người hèn. Nào là cây cối bên đường, cây xấu, cây tốt. Đúng vậy, người sang có, người hèn có. Họ đi trên những con đường khi bằng phẳng, khi có gập ghềnh. Cây cối, cảnh vật bên đường cũng thế, lúc tốt, lúc xấu. Đó chẳng phải là cuộc sống muôn màu ngoài xã hội hay sao? Vậy tại sao chiếc gương bằng thủy tinh, kính cũng làm bằng thủy tinh, nhưng lại đưa ra hai hình chiếu khác nhau? Tôi cũng không biết nữa. Đến vậy ông vẫn chưa nhận ra. Chiếc gương làm bằng thủy tinh, phủ một lớp thủy ngân phía sau, hoặc lại có một tấm gỗ, nên ông chỉ có thể nhìn thấy được chính ông trong đó. Còn tấm kính này cũng bằng thủy tinh, nhưng tấm kính thì trong suốt, nên ông có thể nhìn thấy được trăm thứ bên ngoài, có thể thấy được người, vật xung quanh ta. Thế nghĩa là sao? Cuộc đời của ông cũng vậy. Ông suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân đã bị tráng một lớp thủy ngân sau tấm kính bản thân, nên suốt ngày buồn chán. Ông hãy gỡ bỏ lớp thủy ngân kia đi, hòa đồng với mọi người, với xã hội, với cuộc sống xung quanh. Lúc đó, ông sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, sẽ thấy vui, hết buồn, hết chán với cuộc đời. Có lẽ là vậy. Không phải là vậy, mà nhất định sẽ thế. Cô bé bán kem. 20 năm trước, tôi chỉ là một cô bé nhà nghèo gầy gò và đen nhẻm. Mẹ làm nghề bán rau ở chợ nên gia cảnh thực sự khó khăn. Còn Nga, một cô bé nhà giàu, luôn được nâng niu chiều chuộng. Nga có một cuộc sống mà tôi luôn ao ước. Hàng kia kem ngon cực, lát nữa mẹ tớ đến, tớ sẽ bảo mẹ mua cho tớ. Tớ cũng muốn ăn kem, tớ cũng sẽ xin mẹ mua. Kem ở đó đắt lắm đấy. Mẹ cậu có đủ tiền mua không? À, mẹ đến rồi. Mẹ ơi, cho con mua một que kem nha. Ừ đây, mua nhanh còn về con nhé. Kem ngon quá, cho tớ ăn với. Còn lâu nhé, cậu tránh ra đi. Ôi, cậu làm rơi que kem của tớ rồi đây này. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Đấy, cậu tích tiền nhặt lên mà ăn.
tớ sẽ xin mẹ mua cả tá kem khác. Đứng dậy đi, về thôi con. Mẹ ơi, con thèm ăn kem ở bên kia đường cơ. Kem đó đắt tiền lắm, mẹ không có tiền mua đâu. Con xin gì cũng khó khăn, chẳng bù cho bà Nga, tất gì được nấy. Mẹ chẳng thương con gì hết à. Con không được nói hổn. Nào, lên xe mẹ chở về. Con muốn ăn kem thì phải tự làm, còn hơn là ngồi đó vòi vĩnh mẹ những thứ mà điều kiện nhà mình không cho phép. Thật không công bằng, trong khi Nga chỉ cần xin tiền mẹ là có kem ăn, còn mẹ lại bắt mình làm nhiều việc như thế này. Wow, sau một ngày để vào tủ lạnh, bột đậu đỏ đã thành kem rồi. Không ngờ kem lại ngon thế. Chắc chẳng thua gì kem ở tiệm đâu mẹ nhỉ? Cậu đứng đó làm gì? Nếu cậu cũng muốn học, thì về xin mẹ đăng ký học đi. Nhưng mà, chắc là mẹ cậu phải bán rau cả năm mới đủ tiền đóng học một tháng đấy. Mẹ bán mỗi ngày được 2 gánh rau, đủ tiền ăn cho gia đình đã là tốt lắm rồi. Làm sao mà có tiền cho con học múa? À, mình có cách rồi. Mình sẽ tự kiếm tiền học múa. Lệ, cậu phải đi bán kem hả? Ừ, tớ bán kem để lấy tiền đi học múa. Cậu mua cho tớ đi. Ôi, kem của cậu thì làm sao mà ngon được chứ? Tớ không mua đâu. Ngon quá các cậu ơi. Cho tớ một que đi. Cho tớ 3 que. Tớ nữa nha. Đúng là các bọn không biết gì. Mình sẽ về nhà xin mẹ đi mua kem tiệm còn ngon hơn cả nghìn lần. Con đang làm gì đấy? Hôm nay con được nghỉ học, con quyết định mang kem ra chợ bán ạ. Này cô, tiền thì quan trọng thật, nhưng con bé còn nhỏ thế này mà cô đã bắt nó đi bán kem rồi à? Ê, trời thì nắng, con bé vác cái thùng kem này cũng vất vả. Lần sau cô không nên bắt nó đi bán kem nữa. Bác ơi, bác ăn kem không ạ? Ồ, cháu bán kem hả? Cho bác một que xem nào. Trời ơi, kem ngon quá. Cô cũng muốn ăn thử, cho cô một que. Hai mươi năm sau. Sao thế? Dạ, thưa sếp Lệ, tại chị kia đi sang đường gấp quá nên... Chị có sao không? Ừ, không sao. Tôi đang mãi nghĩ nên sang đường không để ý đèn hiệu. Xin lỗi nha. Hình như Nga phải không? Chị là... Mình là Lệ đây. Lệ, cậu khác quá, mình nhìn không ra. Không còn là cô bé bán kem ngày nào nữa. Mình có nhìn thấy cậu trên TV, trong chương trình về doanh nhân thành đạt. Ừ, nói ra kể cũng dài. Mình từ bán kem đậu đỏ đến bán hàng ven đường, rồi đến nhận thầu việc giặt là trong ký túc xá của trường. Rồi đến sau nữa, mình trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Còn cậu, dần sao rồi? Mình đang thất nghiệp. Mà thôi, mình vội về nấu cơm. Giữa đường thế này không tiện nói chuyện. Mình đi trước nha. Tôi được như bây giờ là nhờ sự buông tay của mẹ. Nếu ngày đó tôi cũng có mọi thứ dễ dàng như Nga, chắc gì giờ đây tôi đã thành công. Giờ mới thấm những gì mẹ dạy: đừng cho con cái mọi thứ quá dễ dàng, đợi người cho cá không bằng tự mình câu cá. Tôi và Nga giáo dục có lúc chỉ cách nhau một chút thôi, nhưng cuộc đời mỗi đứa đã khác xa nhau rồi. Chiếc áo của ngoại. Lâm ơi, ngoại về rồi. Ra xem ngoại có quà cho con này. À, ngoại
về, mẹ có quà gì cho con thế ạ? À? Đây nè, con mở ra xem coi có thích không. Chiếc áo đẹp quá ạ. À. Trời ơi, Lâm hôm nay có cái áo mới đẹp quá trời ha. Mẹ mới gửi hả con? Dạ không bà ạ. Áo này là ngoại con mới mua trên huyện đó ạ. À. Được bà ngoại yêu chịu như vậy đó hả? Nên con phải cố gắng học thật giỏi, nghe không con? Đưa cháu tới trường. Sao bà ăn bận phong phanh thế này? Trời trở lạnh rồi đó. Đúng rồi, sao ngoại không mua áo mới giống con mặc cho đẹp ạ? À? Ôi trời ơi, ngoại thấy mặc như vậy thoải mái hơn là cái áo mới. Thôi, hai đứa vào trường đi. Lâm ơi, mẹ con gọi về này. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con ạ? À? Cuối tuần này mẹ về thăm hai bà cháu nha. Thật ạ? À? Ừ. Lâm, con thích gì nào? Mẹ về mẹ mua cho con. Con chỉ thích một chiếc xe ô tô đồ chơi lớn như của bạn Tùng ạ. À. Ừ, để mẹ mua cho Lâm nha. Mẹ ơi, mẹ nhớ mua cho bà ngoại một cái áo đẹp nữa nha. Ở nhà ngoại toàn mặc áo rách thôi ạ, à, lạnh lắm mẹ ơi. Ừ, mẹ biết rồi, thế Lâm nha. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Lâm ơi, mẹ về rồi đây. À, mẹ đã về. Lâm à, mẹ có quà cho con này. Tại sao cái xe này bé hơn xe của bạn Tùng? Làm sao con với ngoại ngồi đủ hả? Còn áo khoác của ngoại nữa, mẹ hứa mua rồi mà. Thôi, Lâm ngoan nào, không vội vĩnh mẹ nữa. Không cần mẹ mua nữa. Sau này khi lớn lên, con kiếm nhiều tiền, con sẽ mua nhiều áo đẹp cho ngoại. Cả chuồng gà cũng bị hất tung mái lên. Có khi nào mái nhà cũng bị như vậy không ngoại? Nhắm mắt vào ngủ đi con, ngày mai trời hết bão rồi. 13 năm sau. Đẹp quá con ạ, à. Chắc đắt lắm phải không? Đáng là bao đâu ngoại? Bố anh mới có vài đồng đã bày vẽ rồi. Vả lại ngoại có đi đâu đâu mà mặc áo đẹp như thế này làm gì? Chắc là phải chờ một dịp thật đặc biệt rồi đây. Biết bao giờ mới tới dịp đặc biệt của ngoại? Mà lâu nay mẹ con có điện về nhà không bà? 13 năm rồi, không biết tin tức sao nữa. Ngoại à, ở nhà giữ gìn sức khỏe nha ngoại. À, mà ngoại nhớ phải mặc chiếc áo con tặng đó nha. Không được để đó đâu, con giận đó. Alo, Lâm à, bà ngoại đây con. Ăn uống gì chưa hả con? Dạo này công việc bận quá hả? Dạ, ngoại, đợt này công ty con đang chạy dự án gấp nên con bận quá. Ngoại thông cảm cho con nha. Cuối tháng kết thúc dự án, con về thăm ngoại. Chết báo cáo luôn đi Lâm. Ờ, con bận rồi, lúc khác con gọi lại cho ngoại nha. Đã mấy tháng nay thằng bé không về thăm nhà rồi. Bà ơi, con về rồi ạ. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà ơi. Ơi, bà đây. Ờ, bà đi đâu vậy? Con về không thấy bà. Con còn định đi tìm. Thế vậy sao không nói với bà để bà chuẩn bị cơm nước cho con? À ha, con đi công tác qua huyện mình nên tiện rẽ qua nhà thôi bà. Thank you.
Alo, con đang bận chút việc. Bà Tư đây, bà con bị đột quỵ não rồi, tình hình của bé nguy kịch lắm, con về ngay đi. Bà con không có qua khỏi, bệnh viện trả về rồi. Bà ơi, con đã không kịp về rồi. Bà ơi, con xem trong tủ có chiếc áo nào tươm tất, mang ra đây bà thay cho bà con đi. Ủa, cái túi gì bà ngoại gói ghém cẩn thận thế này chứ? Ngoại ơi, ngoại đã để dành chiếc áo con tặng tới tận bây giờ mà không dám mặc phải không ngoại? Ngoại từng nói muốn chờ một dịp đặc biệt nào đó mới mặc chiếc áo này, nhưng bây giờ thì làm gì còn dịp nào nữa hả ngoại? Con từng nghĩ tới lúc nào có thời gian, có điều kiện sẽ đón ngoại lên thành phố, sẽ chăm sóc ngoại, nhưng cuối cùng thì không còn cơ hội nào nữa. Đạo chích. Nhà này hai ngày nay không ai ra vào, chắc là đi du lịch rồi. Ôi trời, sao lại thế này? Hơi thở yếu thế này, bây giờ mà để ông ta ở đây thì ông ta sẽ chết mất. Mà giờ chẳng lấy cái gì, thật là phí công. Hai ngày nay chẳng làm được gì. Nếu cứu lão thì mình sẽ bị bắt vì tội đột nhập. Nếu lấy vài món đồ thì không khéo bị khép vào tội cướp của giết người mất. Đúng là một ngày đen đủi. Thôi, mình sẽ đi êm ru như chưa bao giờ vào cái nhà đen đủi này. Hả? Xin cậu, hãy cứu tôi. Không được, bỏ mặc ông ta thì nhẫn tâm quá. Trời ơi, phải thay bộ đồ này đã. Xin mời người nhà bệnh nhân lên xe đi theo chúng tôi. Anh là người gọi cấp cứu? Dạ vâng. Mời anh đi theo xe chúng tôi đến bệnh viện làm thủ tục. Xin mời khẩn trương. Anh yên tâm, với phản ứng thế này thì tình trạng của ông cụ sẽ khá lên thôi. Nhưng cần phải có thời gian. Trong lúc này, việc chăm sóc của gia đình là rất quan trọng. Anh chú ý nhé. Ờ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng liệu sẽ kéo dài bao lâu ạ? Cũng tùy vào thể trạng mỗi người. Có những người được chăm sóc tốt thì qua thời gian này khá là nhanh, chỉ trong vòng một vài tháng. Nhưng có những người sẽ mất thời gian hơn, thậm chí là cả năm. Cả năm? Vì vậy tôi mới nói việc chăm sóc của gia đình rất quan trọng với bệnh nhân mà. Đặc biệt là phải thường xuyên tâm sự với người bệnh để đánh thức trực giác của ông ấy. Anh nhớ cũng phải vệ sinh thân thể cho bệnh nhân hàng ngày nữa nhé. Ờ, dạ vâng, tôi hiểu rồi. Thật là xui xẻo. Mà sao cả cái nhà to vậy mà ông chỉ có một mình thế? Muốn yên thân cũng chẳng được. Giúp người khác rồi chỉ đem đến phiền phức cho mình thôi. Ông có biết không, 3 năm trước cũng chỉ vì tôi nhận giữ hộ người bạn chiếc túi mà tôi đã phải vào tù. Lúc đó tôi không biết trong đó có hàng cấm gì. Ra tù rồi, chẳng ai nhận tôi làm việc cả. Thế là ước mơ làm kỹ sư máy của tôi cũng theo thế mà đi mất. Nước, nước. Ông ơi, ông tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ. Tiến triển thế này là rất tốt. Anh cố gắng chăm sóc ông cụ cẩn thận. Với tình trạng này, sẽ chỉ một thời gian ngắn để ông cụ có thể hồi phục và về nhà chăm sóc thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Tình hình này, mai bác có thể xuất viện. Nhưng về nhà bác nhớ phải cẩn thận, lúc nào cũng phải có người bên cạnh nha. Đừng để như lần trước nữa nhé. Ông ấy đã tỉnh lại rồi. Giờ ông ấy chỉ cần bình tĩnh nhớ ra mình là ai thì lại chẳng quá là rước họa vào thân. Hay là mình cứ chuồn trước vậy?
tôi sẽ dặn lại với người già của bác nhé. Bác yên tâm, cậu ấy chăm sóc cho bác rất tốt. Vâng, cảm ơn anh. Cậu ấy vừa ở đây lại đi đâu rồi nhỉ? Anh Đạo, anh Đạo. Chào bác sĩ, tôi... Anh đi đâu vậy? Ông cụ gọi anh vào. Ông cụ đang ở một mình, anh mau vào đi. Cậu định bỏ đi phải không? Ông biết tôi là ai không? Tôi làm sao có thể ở đây được? Ta biết chứ, ta biết cậu là ai. Và cậu sợ ta báo cảnh sát để bắt cậu phải không? Sau những việc cậu đã làm cho ta, cậu nghĩ ta có thể làm vậy sao? Nhưng tôi chẳng có quan hệ gì với ông cả. Tôi còn định trộm đồ của ông nữa. Điều đó không còn quan trọng nữa. Sau khi cậu đã không bỏ mặc ta nằm lại đó một mình. Hơn nữa, cậu còn chăm sóc và ở bên ta suốt thời gian qua. Cậu là một chàng trai tốt, tốt hơn bất kỳ ai mà ta từng biết. Tốt ư? Tôi ư? Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tôi như vậy. Ta đã nghe được hết những điều cậu nói với ta khi ta hôn mê. Hãy bắt đầu lại. Ta tin cậu có thể làm được. Cảm ơn ông. Lạc vào thế giới người chết. Ngày xưa có hai anh em trai nhà nọ, vợ đều mất sớm, sống cảnh gà trống nuôi con. Dù bao nhiêu cô gái trong làng dòm ngó, nhưng cả hai anh em đều không màng đến. Nhất là người em trai rất thương nhớ vợ. Hằng ngày anh thường ra mộ thăm vợ. Một hôm: Em trai, muộn rồi còn đi đâu đấy? Mộ của vợ em mấy bữa nay bị con lợn rừng phá quá, em đã làm bẫy, thử ra xem nó đã sập bẫy hay chưa. Thế là ta đã tóm được ngươi, đừng hòng ra đây phá mộ của vợ ta nha. Ngươi thoát đi đâu, ta sẽ đuổi theo ngươi bắt lại. Anh đi đâu? Anh là ai? Đây là đâu? Đây là thế giới của người đã chết. Thế giới của người đã chết sao? Vậy thì hẳn là ở đây có vợ tôi rồi. Anh cho tôi vào tìm vợ tôi với. Đã bao nhiêu ngày không được gặp nàng rồi, tôi nhớ vợ tôi lắm. Thôi được rồi, tôi cho anh vào. Nhưng gặp vợ rồi anh phải đi ra ngay. Nếu sau 3 ngày không ra là coi như anh đã chết. Vâng. Hình như vợ mình kia rồi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi, mình sống thế nào? Em nhớ mình và con lắm. Tôi và con cũng nhớ mình. Hai cho con tôi không thể sống thiếu mình được đâu. Làm thế nào bây giờ? Em giờ đã là người của thế giới âm phủ rồi. Bẩm Diêm Vương, vợ của tôi chết một cách oan ức. Con của tôi lại còn nhỏ quá, đang bệnh hơi mẹ. Đêm nào cũng khóc tìm mẹ. Tôi cũng ngày đêm thương nhớ vợ. Nếu không vì con thì tôi cũng muốn theo nàng rồi. Tôi ở dưới này cũng rất thương nhớ chồng con. Nếu cứ phải sống xa cách hai thế giới thế này, tôi chịu không nổi. Cầu xin người thương tình. Thôi được rồi, ta thấy hai vợ chồng ngươi thương nhau như vậy, chia rẽ hai ngươi thật không đành. Thôi thì ta cho hai ngươi trở về trần gian đoàn tụ. Đa tạ Diêm Vương. Nhưng hai người nên nhớ rằng con đường đi ra khỏi đây không dễ dàng như lúc đi vào. Ngươi chồng lại chỉ có 3 ngày ở dưới thế giới này thôi. Sau 3 ngày ngươi không ra khỏi đây thì coi như đã chết. Thời gian của ngươi đã hết 2 ngày rồi, giờ chỉ còn 1 ngày để ra khỏi đây nữa thôi. Thưa Diêm Vương, tôi nhất định sẽ đưa vợ tôi ra khỏi đây đúng thời gian cho phép ạ. Mình ơi! Mình ơi Mình! Mình ơi! Chắc em bị thương nặng rồi, không thể đi được đâu. Thôi thì số vợ chồng mình không thể sống được bên nhau. Mình hãy về với con, kẻo không kịp thời gian nữa. Em đành ở lại đây vậy. Không được, dù nàng bị thương ta cũng phải mang nàng về được tới nhà. Nàng lên lưng ta cõng. Mình ơi, tôi sẽ nhảy xuống cứu mình ngay đây. Sắp hết thời gian ngươi ở lại đây rồi. Qua 1 canh giờ nữa, ngươi sẽ thành người chết, vĩnh viễn không trở lại được trần gian. Không, tôi phải cứu vợ tôi. Không có nàng thì cuộc sống của tôi nào có nghĩa lý gì chứ.
Mình ơi, tỉnh lại đi, sắp hết thời gian rồi, tôi phải cõng mình qua cầu đã. Mình ơi, thế là mình tỉnh lại rồi. Tôi vui quá, chúng ta đã ra khỏi thế giới âm phủ rồi. Giờ thì vợ chồng mình sẽ mãi mãi được bên nhau. Trời ơi, mơ hay là thật thế này? Thím ấy vẫn còn sống trở về ư? Mình phải sang hỏi chuyện ngay mới được. Người anh trai thấy người em mang được vợ từ cõi chết trở về, liền hỏi cách. Người em tận tình chỉ dẫn cho anh chuyện anh đi theo con lợn rừng, tình cờ lạc vào thế giới người chết. Người anh liền làm theo lời em dặn. Cuối cùng, anh cũng gặp được vợ và xin Diêm Vương cho mang vợ trở về. Diêm Vương thương tình đồng ý. Cả hai người lại lên đường trở về Trần gian. Họ cũng đi qua một cây cầu độc mộc. Mình ơi, cứu tôi! Trời ơi, xuống sâu thế kia, nước lại chảy xiết. Nếu ta nhảy xuống cứu nạn, nhỡ đâu cũng chết theo nạn thì sao? Mình ơi, cứu em! Chỉ còn một canh giờ nữa, nếu người không sang được bờ bên kia, thì vĩnh viễn sẽ không trở về Trần gian được nữa. Tôi sắp hết thời gian ở đây rồi, hồi thối phận không cho vợ chồng mình bên nhau, mình hãy ở lại nha, tôi đi đây. Mình ơi, tôi thương mình lắm, nhưng tôi không muốn chết. Tưởng mình thương yêu tôi nên xuống tìm tôi, nhưng hóa ra mình cũng chỉ được đến thế. Từ nay mình đừng quay lại đây nữa. Mình ơi, Diêm Vương biết chuyện của vợ chồng người anh đã rất đau lòng. Từ đó trở đi, ông cấm người sống được xuống thăm thế giới của người chết. Vì lẽ đó mà cánh cổng giữa người sống và người chết mãi mãi bị đóng lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!